Hai tô 7 triệu, vui vẻ luôn. Hai tô 7 triệu, đây vô bé Mai. Tính, hai tô anh ăn, một tô là 35 phút đúng không? Dạ. Hai tô cho em ăn 1 tiếng 10 phút. Dạ. Một tiếng. Hai tô 7 triệu. Trời ơi. Sao dứt không? Nhưng mà vỗ khoan, riêng bé Mai thôi hay là mọi riêng người? Riêng một mình bé Mai thôi. Đó, em. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì cả nhà ơi, anh em mình đang có mặt tại Vũng Tàu cả nhà. Đó, mà cụ thể đây là đúng rồi, mình đang trên đi tham quan làng bè Long Sơn cả nhà. Thì hôm nay mình cũng có dẫn bé Mai nè, xin giới thiệu cả nhà, đây là anh Dương Tony, chủ Thế Giới Bò nha, chị Mai cũng chủ Thế Giới Bò nha cả nhà. Đó, thì hôm nay mình sẽ dẫn bé Mai đi ăn hai cái thử thách ở ngoài Vũng Tàu. Nhưng mà trước khi đi ăn thì mình sẽ dẫn bé Mai đi chơi vòng vòng Vũng Tàu cả nhà. Mà bé Mai cũng có tâm sự với mình là lần đầu tiên đi biển đúng không Mai? Thấy vui không? Vậy vui. Vui ha. Thì nói chung thì anh nghe em nói lần đầu tiên đi biển, anh cũng thấy là cảm thấy là rất là tự hào khi mà mình lần đầu tiên mình dẫn một người nào đó đi biển cả nhà. Đó, thì cả nhà theo dõi những bước chân của mình tại Vũng Tàu nha, và theo dõi hành trình của bé Mai ăn thử thách ở Vũng Tàu nha cả nhà. Còn bây giờ thì hello cả nhà. Thì cả nhà ơi, sau một buổi mà mình đi chơi ở làng bè Long Sơn nè, rồi vòng vòng Vũng Tàu cả nhà, thì bây giờ đã tới đến giờ mà cái quán thử thách mà mục tiêu của mình đến đã mở cửa rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình ghé mình thử thách cho bé Mai ăn cái thử thách gọi là cái gì ta? Không đi tắm biển hả? Không, cái này nó nóng hơn. Cái này mình ăn cái này nóng xong mình xuống mình tắm biển. Nhưng mà chắc mai mới tắm chứ giờ khuya rồi cả nhà. Đóng biển. Đúng rồi. Ở cái villa của mình thôi là có hồ bơi luôn. Thì cả nhà có thể qua bên đó, bên kênh của chị Thái Nhà Biển cả nhà, là có thông tin villa luôn nha. Thì xin giới thiệu cả nhà, đây là có anh Võ Sư Lập nè. Đó, bạn của Ni Hùng. Rồi bé Mai là nhân vật chính ngày hôm nay cả nhà. Còn đây là Mập Phút, còn ở đây là bạn Thái Nhà Biển nha. Còn phía sau nữa thì có mấy anh chị đồng hành chung với mình, nhưng mà đang cũng đói bụng rồi ngồi ăn cả nhà. Thật thủ.
Ờ, thực thụ. Thực thụ đi, quán nào cũng ăn hết nhưng mà ít thôi. Đó. Thì quán hôm nay dành thử thách cho bé Mai đó là quán Ba Bóng. Cái tên này chắc có vẻ liên quan tới một con cá bóng hay gì đây thì mình không biết nữa, xíu mình vô mình hỏi nha cả nhà. Đó, thì ở đây có bán bún nước nè, mì trộn muối ớt nè, trứng lòng đào. Thì địa chỉ ở đây là 414 đường Thống Nhất Mới. Thống Nhất Mới hả? Thống Nhất Mới Hùng. Đường Thống Nhất Mới cả nhà, không biết phường mấy luôn. Vũng Tàu. Phường 8, khu phố 5 nè, đó bên bển có bản khu phố. Và chính xác luôn rồi. Đó thì thử thách này thì cũng Mập cũng mập mí là do bạn Funny Hùng giới thiệu cả nhà, chứ Mập thì cùng Mập cũng xem qua clip thôi. Mập cũng nhờ bạn Funny Hùng giới thiệu thì rất là cảm ơn Funny Hùng với lại anh Võ Sư Lộc. Còn bây giờ thì Mai bây giờ chưa có biết cái tô thử thách nên hôm mai không biết là mình có thể ăn hết hay không, với lại tự tin bao nhiêu thì để bây giờ anh vô anh sẽ kêu làm cho Mai ha. Không biết tự tin không mà nãy ăn. Mà em tự tin không? Bây giờ đang đói hay là đang no hay là sao? Dạ, bây giờ rất là tự tin. Bây giờ là sao? Bây giờ trạng thái em là đang đói hay sao? Dạ, cũng đói. Bây giờ nhưng mà tự tin đúng không? Dạ. Thoải mái không? Dạ, thoải mái. Rồi tâm lý có bị hồi hộp, có bị áp lực, có bị sao không? Dạ không. Vậy đi. Đó, không, mình ăn thử thách luôn phải vậy? Áp lực á. Rồi thôi, vậy thôi. Xuyên. Với lại với Mai nãy mới ăn mấy cái bánh tiêu xong. Sao chị hại bé của em, bé của em sắp ăn thử thách mà. Tại vì xuống Vũng Tàu rồi. Chị còn thiếu rồi, còn một ly nước nữa. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vô mình order bún nha cả nhà. Ok, thì bây giờ bé Mai sẽ đọc cái thể lệ thử thách nha cả nhà. Ở đây thì có cái gọi là thể lệ cuộc chơi nè, thử tài sức ăn nè. Cách tham gia được chơi một phần bao gồm, đó phần quan trọng nè, một tô mì gồm 7 giấc mì khô hoặc nước, chọn bún sẽ là 700g thì mình có thể chọn một trong hai cái nha, 200g bò tái, 400g xương nạc ống, 300g chả bò, 300g chả cua, 6 con tôm, 100g thịt bằm, 5 trứng lòng đào, 150g cải thìa, nước lèo là 300ml cả nhà. Ở đây có định lượng sẵn là 300ml luôn, chứ không phải là mình muốn múc bao nhiêu mình múc. Đó, cách chơi thì trong vòng 35 phút bạn phải ăn hết số thức ăn trên, trong vòng thời gian tham gia không được ói đi toilet, chỉ ngồi tại chỗ tham gia, bỏ chơi không bạn mà thua cuộc, nếu phát hiện gian lận bạn sẽ thua cuộc. Đó, phần thưởng nếu trong 35 phút bạn hoàn thành thử thách, bạn sẽ người chiến thắng nhận được số tiền là 1.250.000 và 2 phần ăn bình thường mang về. Wow, vậy là một xíu Linh đợi 2 phần ăn đó nha. Đó. Em chiến thắng thì lát anh phải review 2 phần. Sao tự nhiên 2 phần rồi vậy? 2 là... Mà sao anh đổ tốt mồ hôi thế? Kiểu như là đang lo cho bé Mai á, mà nhưng mà em thấy cái định lượng này em thấy cảm thấy là em tự tin bao nhiêu phần trăm? 100%. Ôi, đi đâu có 100 hết á. Phải bày tinh thần. Thì đây quan trọng là này, nếu bạn thua cuộc thì bạn sẽ gửi trả 250.000 cho phần ăn khổng lồ và được yêu cầu nhân viên gói mang về, có thể gói mang về nha nhà. Đó, phần thưởng sẽ trao khi bạn thắng, đồng ý ký và bạn chấp nhận tham gia. Ký đúng không em? Không suy nghĩ. Chủ quán Gala Vũ, ghê thiệt. Anh nói ký đi em, em nổi gà rồi. Vậy là hồi đó ký kết hôn là nhỏ da gà lắm đúng không? Ok, ở sau còn gì nữa không nè? Đó. Thì bây giờ ăn thêm 5 gói mì. Thanh niên mì phải game không? Mình có thể gợi ý cho anh chủ quán là mình tăng số lượng 2-3 tô để kiếm được những bạn nhiều hơn. Vừa giải thưởng gì mà vừa kiếm được trang tài luôn nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra nhờ anh chủ làm cái nhà bút xa là gà số mỡ. Không. Ok, thì bé Mai đã bút xa vô đây rồi cả nhà, thì bây giờ mình đưa cho cô chủ thôi. Ủa cô hóa cạo. Không, chị chủ. Cái còn trẻ mà. Thì bé Mai đã ký vào rồi thì thử lại thuộc chơi y như cái tài đưa ra, không có thêm bớt bất cứ gì hết. Okay. Thì có vấn đề là cái nước đèo là trong đây em ghi là 300ml, nhưng mà thật sự là em sẽ hơn 300ml là em sẽ đông đầy tô, nhưng mà em quy định là không cần ăn hết nước, ăn hết rồi ăn thôi, nước bỏ lại vẫn được. Như vậy đâu phải gọi là vấn đề đâu. Dạ. Phải gọi là cái này phải gọi là cái sự mà thoải mái. Dạ vâng, không cần uống hết nước, vui thôi. Nhưng mà chưa. Ấy.
Thanh niên này thiệt chứ, đưa em mượn ơi. Đó à, ổ vậy là vô tô này các em à, mì là bên em sẽ hai tô, một tô súp và một tô mì. Mì là 7 giác, còn bún là sẽ là một tô. Thôi nhưng mà bỏ này qua bên đi, mà em bé tên gì? Em tên Vũ. Vũ hả? Vũ Đệ. Nhiêu tuổi thôi, nhiêu tuổi? Em 23. 23 vậy đó nha, 23 đó. Ờ à, thì quán bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Quán bán từ 2 giờ chiều tới là 10 giờ tối, hết sớm nghỉ sớm. Mà sớm nghỉ sớm ha. Ok, thì bên mình là bán bún, bún với lại bún với mì. Dạ vâng. Ok rồi, trở lại tô này, giới thiệu xíu nha cả nhà. Đó. À, nói chung cũng dễ thương chứ không thôi là qua vô nhập cuộc rồi. Đó. Dạ vâng. Để bây giờ nhờ em làm đi, nhờ dạ vâng, làm nhanh ha. Để em làm cái phát nha. Ok. Anh ơi, nhưng mà lại chế là mặc áo cặp nha. Có không? Có không? Trời. Thôi đi đừng có tầm bậy mà. Làm bé phái. Ấy ơi tôi phái. Nói chung là khi mà tới ăn cái nhà ăn thử thách đó là mình sẽ ký một cái tờ giấy giống như bé Mai vậy. Đó. Kiểu như là có cái phần cam kết với lại mình thỏa thuận với nhau trước vậy. Ok. Đây em. Bò bé ăn tái là chín luôn. Nói chung bé Mai ăn em thích làm sao với lại em không ăn cay được hay ăn cay nhiều vậy em nói anh. Ủa em nói chị. Không ăn cay được, không xịt tớt luôn. Bé hiền quá ha. Hiền mà dễ thương. Quê đâu chị? Em Bình Thuận. Bé Mai của Bình Thuận luôn hả? Dạ, quê em ở Chính Long. Miền Tây chung. Anh ơi, bé Mai ăn bò chín, em trộn cho chín luôn. Cái này là nước trộn cho mọi người, chứ phải là nước mà bỏ vô mì nha. Nước mì là riêng. Ủa em nước bếp chín luôn hả? Dạ đúng rồi. À, ví dụ như hôm nào em đi em đi chơi rồi sao? Em đi chơi thì sáng em cân đồ sẵn cho mấy đứa nó nấu. À, vậy ha. Tối đi mình đi chơi thôi anh nha. Có nè, em có mũi em có ăn uống gì được đâu mà đi. Ủa vậy rồi lỡ mình hút hút nước rồi á, rồi dạ. Mình thở làm sao? Em ăn mỗi ngày bác sĩ khuyên em xúc xích nhiều vô một xíu. À. Bác sĩ cũng xúc bị. Xúc xích heo nha anh. Xúc xích heo. Không. Xúc xích bò không cho ăn đâu nha. Ăn bò bị lòi thịt đó. Ồ chấm chằn nè. Dạ đúng rồi. Ồ. Nước đó là phải ấm ấm hay để giữ ấm. Nhưng mà bé Mai yên tâm đi, anh Vũ tạo ra một cái sân chơi á là anh Vũ rất là thoải mái nha, anh cảm nhận được điều đó đó. Đúng là ảnh chơi thắng hay thua gì rồi anh cũng vui vẻ. Vui vẻ. Nên thoải mái. Em ăn hai tô anh cho em 7 triệu luôn. Uy tín luôn. Dạ. Hai tô 7 triệu đúng không? Hai tô 7 triệu. Đừng nói giỡn với bé Mai nghe, bé nói Mai. Nói thật đó. Rồi chết rồi. Em quay cái biểu cảm của anh Vũ kìa. Hai tô 7 triệu, vui vẻ luôn. Hai tô 7 triệu. Đây vô bé uy Mai. Uy tín, hai tô anh ăn một tô là 35 phút đúng không? Dạ. Hai tô cho em ăn 1 tiếng 10 phút. Dạ. Một tiếng. Hai tô 7 triệu. Trời ơi. Sao dứt không? Nhưng mà vỗ khoan, riêng bé Mai thôi hay là mọi riêng người? Riêng một mình bé Mai thôi. Đó. Em là lúc nào vậy cũng có đặt cách hết. Đúng rồi, là bé Mai, vui vẻ. Bé Mai sẽ chuẩn bị có một cái thử thách vào tuần sau ở Vũng Tàu. Nếu được thì sẽ ghé vỗ vào tuần sau. Ok. Ok. Hai tô 7 triệu, em chốt đơn thì làm hai tô. Nhưng mà hôm nay một tô thử lửa trước nha. Ok. Lần sau gì nè. Còn nếu bây giờ muốn chơi cũng được luôn. Bây giờ chơi cũng được luôn. Chơi không? Không, anh lựa cho em đâu phải lựa chúng ta mà xương mà thịt nhiều đâu. À, xương thịt là bự cho em thắng. Chắc chắn là em thắng rồi. Em tiêu được không? Dạ. Nhưng mà nếu mà bún chỉ có một tô thôi đúng không? Dạ, đúng rồi, mà bún có 7 lạng luôn. À. Đậu như vậy? Mấy cái chỗ khác là 1kg không không? À. Ở đây là 7 lạng. Mấy chỗ khác là sẽ là một nhiều khi 1kg bún hoặc là 1kg 2, 1kg 4 đồ ăn. Tương cà. Dạ đúng rồi, cái Mai không ăn tương ớt được. Với lại chế bóng, chế biết gì không? Ủa dạ. Trời. Chế vũ. Dạ, tại em thấy tên đó em tưởng là tên của chế. Dạ em tên Vũ. Trời vậy mà nãy tôi nói tôi thấy cái bảng hiệu tôi nói ở đây bộ bán cá bóng hay gì sao để bà bóng. Nhưng mà thật sự rồi giờ hiểu nghe cả nhà. Dạ. Em trai thẳng đó trời. Dạ à, vậy hả? Mà gặp trai là thẳng. Thôi chết rồi. Cái này chết rồi. Lần sau là bé sẽ quay trở lại. Chứ biết đâu là bé Mai mới vừa
ba ngàn không? Viên đó ba ngàn không? Dạ. Viên đó ba ngàn. Đâu có 1 ngàn một à? Cho luôn á. Thôi nghĩ sao viên hỏi 3 ngàn. Tặng phi cho Linh thôi đúng không Vũ? Ủa quốc 2 tô luôn hả? Hả một tô. Một tô. Rồi, ok cả nhà thì trước khi bé Mai ăn thì cũng giống như mấy cái thử thách trước thì anh cũng tạo một cái tính nói tạo áp lực cho bé Mai nữa cả nhà. Không biết bữa nay tổ làm sao á, anh sẽ tạo cái sự thoải mái cho bé Mai, tạo cái sự mà gọi là không áp lực cho bé Mai. Thì anh cũng giống như mấy lần trước thì quán nếu mà em ăn hết 35 phút trong ăn hết cái này trong vòng 35 phút em sẽ được 1.250.000 đúng không? Là nếu mà em ăn hết thì anh sẽ gửi cho em thêm 1.250.000 nữa là 2.500.000. Còn nếu mà ăn không hết á thì sẽ gửi lên quán bao nhiêu bông? 250.000. Anh cũng sẽ gửi đây luôn. Nó cũng giống như mấy lần trước, cố gắng lên. Rồi bây giờ gấp lực không? Vẫn tự tin 100%. Dạ. Ok, chiếc. Rồi, cho thời gian như nè. Em sớm cho anh được không? Dạ được. Ok. Nhưng mà em nhớ là xung quanh đây là có chai tài cái sắt nhiều lắm nha. Em có cần cái gì là em cứ búng tay cái bóc cái là bu lại em á. Nha. Yeah. Cái trứng chặt này ngon lắm á. Em phải cẩn thận chứ để bể trứng của anh Vũ sao. Nhưng mà nghe nói là nếu mà bé Mai ăn hết cái này là được thêm 2 phần nữa không Vũ? 2 phần vậy em làm sẵn giùm anh 2 phần. Ừ. Sao? Ăn thua cái mắc cười. Chứ gì đâu mắc cười. Đi từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu mà ăn thua có gì đâu mà mắc cười. Cho bé Mai với lại không phải riêng gì bé Mai nhưng mà tất cả những người chơi đúng không? Rồi vậy rồi đó, vô luôn. Có cần nước gì kia không nha mẫu hậu? Nhưng mà nếu mà húp nước được thì húp, còn không nó húp nước không được thì không bắt buộc nha. Nước không cần bắt. Nước mà húp nước là dễ dễ nuốt. Tại vì lúc mà mình nói là uống hết nước rồi đó, chứ mà khó rồi khác. Bây giờ mình nói gì cả thấy nó dễ chịu. Dạ dạ. Học một trường đại học phí là nhiều lắm á. Có khi nào bé
một tô 15 phút, xong rồi lần sau quay lại ăn hai tô trong vòng 30 phút. Vỗ kỷ lục bên quán. Kỷ lục bên quán là bao nhiêu? Cái ấy hả? Cái bảng bằng khen hả? Hổ Vũ, cái kỷ lục ở bên quán mình là bao nhiêu phút? À vậy là kỷ lục bên quán là bé gì ở Sài Gòn đó cả nhà. Trời ơi. Nhưng mà nó không phải nào. Sao có bé ở nhà Vinh? Em đưa con nhìn mặt anh nhìn cái chén nó nhìn sao tại nó chụp hình nó cho từ lúc đó tới giờ nó không có lên lý có nhiều về có lý cũng đỡ cho em mà. Đó là người đầu tiên hẳn luôn á. Này kỷ lục bé nhà Vinh nha em. Bé này Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Vĩnh Long mà chú ngụ tại Trà Vinh. Sắp hết bầy rồi. Không nhưng mà đây em cứ ăn bình thường nha. À, trong lúc với Mai ăn á cái nhà thì Mập cũng có một số điều muốn tâm sự cái nhà là tại vì bữa giờ cũng có vài clip lên á thì với Mai ăn kiểu như ăn thử thách mà mình cứ tập trung ăn không nói chuyện rồi kiểu như khẩu hình với Mai ăn thì phải nhanh hơn người khác thì cũng có nhiều bình luận nói là tại sao mà ăn dồn dập như vậy rồi ăn nhanh như vậy thì cái nhà cũng thông cảm một điều là cái thử thách thì nó sẽ phải có thời gian và phải đua với thời gian á cả nhà. Cho nên cái nhà cũng hết sức thông cảm cho mấy Mai nha. Mình nói mới có một phút mà muốn hết rồi. Mà ăn được như vậy là phải đấu tranh về cái gọi là sự ồn ào của cái nhất là tiếng nó lên. Tuổi trẻ tài cao. Má Mai có một chiến thuật là ăn mì trước. Nếu mà có thể em. Hành nó mặn mặn ngọt ngọt nó hơi đậm vị. Ngon không? Trời ơi, ăn bữa nay review nữa là. À. Ý là chê hành đúng không? Chê hành nha. Tôi biết ăn hành rồi. Hả? Ý là bé nói là nó hơi mặn mặn. Ờ mặn mặn. Làm sao ba là gọi cho bé hành? À không, để có gì anh đóng cửa lại với Vũ nói chuyện riêng ha. Hết mì nha cả nhà. 5 phút là hết mì rồi. Này đúng kiểu ăn khỏe quá ăn sao ăn. Nhưng mà mình ăn kết hợp đồ ăn với mì. Đằng này ăn hết đồ ăn xong. Ăn mì xong ăn qua rồi ăn. Kiểu như sân chơi này là của tôi á, 35 phút tôi ăn trong vòng 5 phút, 30 phút tôi ngồi chơi đó được không? Đây có chị này hỏi biết ăn hết không? Thì chị chỉ cần ngồi nán là khoảng 10 phút nữa thôi, sẽ biết. Giống như anh em mình cũng rất tò mò. Không nghĩ là nếu mà bé Mai ăn cái tốc độ này là quá kỷ lục rồi. Vô luôn em, đây. Cho con vô sống chung với mẹ luôn. À. Anh mặc cái tiếu ha. Đây là mới 6 phút 36 giây. Bây giờ nói chung á, anh không trông mong cái gì chứ, anh chỉ trông mong mấy Mai ăn hết là anh có hai tô ăn thôi. Nó thiệt luôn á.
Nãy giờ có ăn đâu. Cố lên. Nhưng mà cả nhà có thấy một điều không, là bé Mai kiểu như cái nhịp của bé Mai á, giống như là nó cứ đều 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 á, giống như đồ ghi mi phê son, nó không, có chặt nhịp, nó cứ đưa vô là ấy thôi. Đưa vô là ba nhịp hả? Dạ. Đưa vô là ba nhịp. Kiểu như con đi với bé Mai á cô, đi mấy clip rồi, con phải ngồi kế bên vậy nè. Đằng ai mà ở bên ngoài mà lén phén là con vậy đó, giống như vệ sĩ vậy đó. Để cho đừng áp lực. Dạ. Mấy phút không? 8 phút 13 giây. Anh nha, anh nghĩ nha, cái này là anh nghĩ nha, là em có thể hoàn thành không tới 20 phút. Cái đó là anh rất là ấy luôn đó, rất là giãn thời gian luôn. Mà anh nghĩ là em có thể dưới 15 luôn. Bạn bệnh, bạn không bệnh, bạn muốn ăn hết đâu mà. Hả, mất hết hả? Khăn giấy với mày, khăn giấy rồi. Nè, không có Tài rồi. Không, Tài đang chạy ra với em á. Xíu Tài xài, chạy ra xài tiền chung với em. Lát tối Tài với mày ra biển đi dạo. Đây đây đây. Lại thêm một đứa con về chung với mẹ. Còn cái kia là cha chứ. Hả? Không, cái này là mẹ kế. Mà tới đây á, mới lại nhớ lại mà, là Vũ kiểu như là sườn, bởi vì xương á, xương nó tính ra cân nặng nhưng mà thật sự là đưa hai cục xương ít thịt. Là tính ra trọng lượng nó cũng không có bao nhiêu hết. Trời ơi, trời ăn nhã xương chứ. Bây giờ mà các cụ hồi xưa mà còn á, là không có nói cái câu mà nam thực như hổ, nữ thực như miêu nữa. Sẽ nói câu khác.
khăn gì vậy? Em nghe tiếng rụt rụt nha. Rồi được rồi em. Thêm nữa. Đây. Dạ em cắm. Tiếp tục. Không cần hết nước rồi. Cắm nước rồi. Bà cũng thấy cái này cũng trong quá trình ăn mì cũng hấp gần hết nước rồi. Chắc nữa, chắc cỡ nữa không? Nói chung là bé Mai ngày mai cũng sẽ còn một thử thách ở Vũng Tàu nữa đó cả nhà. Thì nếu mà em vui vẻ thì em hấp hết nước, còn nếu mà không vui vẻ thì cứ bảo toàn sức khỏe, bảo toàn cái năng lượng đó để ngày mai mình chiến thử thách kế tiếp. Nhưng bây giờ mới có 14 phút như đây nhà. Chắc chừng 15. À, cũng có một trẻ tiền nữa là anh Vũ cho anh em mình luôn rồi. Biết là thế nào cũng chung với Mai rồi. Hết chưa? Hết là nói bấm lên giường nè. Hết cái luôn chắc chừng 15. Mười mấy không? 14, 45. Cố gắng trước 20 là đẹp rồi em. Không cần trước 15 đâu. Vũ ơi. Xong rồi nè em. 14 phút kỷ lục luôn. Kỷ lục cũng bán luôn chứ nhờ. Wow. Không nhưng mà thật sự nghe nói theo cái lời của Vũ á, nếu mà không hút hết nước là bây giờ là ngưng thời gian được rồi đó. Đó. Thì đó, bây giờ là tùy với Mai nha. 15 phút là xong rồi đó. Ừ. Ngưng. Ok. Tại vì 15 phút nghĩ là chờ nếu có hành đó. Năm mươi. Chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn. Ok. Kẻ thưởng của quán sẽ là 1.250.000. Dạ. Rồi sao ghé lấy 7 triệu nha. Dạ. Ok. Vui nha. Còn anh thì cũng 250.000. Dạ, em cảm ơn anh. Wow. Quá hay luôn. Wow. Xuất sắc em gái của tôi. Đây, thì bây giờ mình cũng lấy 1.250.000 rồi. Cũng cho một cái nhận xét về cái món ăn bên quán đi. Đó, thì quán hôm nay bé Mai thử thách là quán Bà Bóng nha cả nhà. Đó, địa chỉ là 414 Thống Nhất Mới, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Số điện thoại liên hệ luôn 0336319422. Đó, có Facebook luôn, Bún Nước Bà Bóng. Dạ đúng rồi. Đó, thì sao bé Mai ăn cảm thấy sao? Dạ, em thấy bún rất là ngon chứ. Ủa lộn, mì rất là ngon, hợp vị em, nhất là cái nước dùng. Dạ, đúng không? Em ăn thấy là no. Dạ là vừa sức. Dạ. Ok. Em nghĩ là nếu mà không có hành là bé sẽ hút luôn, tại vì bé không ăn hành đó. Lần sau em ghé thì anh sẽ không làm hành kia. Hành bỏ vô nước dùng được, nhưng mà bỏ vô đây thì nó trộn nó dính gia vị không đều. Ok. Rồi vui quá. Okay. Chúc mừng em. Lần sau cố gắng là hai tô nha. Chứ 7 triệu. Ok. Anh lúc nào cũng đem nha. Để cái gần dính vào. Thôi được rồi. Thì cả nhà thì bé Mai cũng đã hoàn thành xong thử thách của quán Bà Bóng rồi cả nhà. Thì cả nhà nếu mà thấy clip hay rồi thấy món ăn ngon, nhất là món ăn ngon nha, thì cả nhà cứ đến Vũng Tàu, địa chỉ là 414 Thống Nhất Mới, phường 8, Vũng Tàu để ủng hộ Bà Bóng một tô mì hoặc là một tô bún nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thích anh em tụi mình thì hãy đăng ký kênh Thái Nhà Biển nè, kênh Mập Food, kênh Funny Hùng, anh Võ Sư Lộc.
và ủng hộ bé Mai để bé Mai có tinh thần ăn những thử thách tiếp theo cả nhà. Còn ở nhà ăn uống thì liên hệ bà Bóng nhá. Ok. Số chúng ta phải ghé quán em chứ 1.200.000 ngày đi tắm biển. Rồi. Đi khách sạn luôn. Ghê. Quan trọng là đi chung luôn chứ. Có nghĩa là xuống đây là được ăn này, được thưởng này và được đi tắm biển, mà tắm biển chung với bà Bóng luôn. Ồ, thấy mặc đồ bikini đó. Quan trọng là vé sau trả tiền khách sạn gì đó. Thôi chắc về tiết kia khúc đó để hư hình hết. Nói chung là thôi thì anh em mình sẽ hẹn gặp cả nhà vào cái thử thách 7 triệu tại quán Mà Bóng nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại nha. Bye bye.